Kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 125, phiên bản Presto, độ đẹp nhức nhối trong từng chi tiết. Hôm nay chúng tôi sẽ cho các bạn nhìn ngắm cái chiếc Sonic 125, được chủ nhân của nó chọn lại phong cách điều khiển cực kỳ ấn tượng trong cái phong cách khối mặt Presto rất thân quen và sang chảnh, cùng với đó hàng loạt đồ chơi đầy giá trị. Phần tiêu phục được thay mới bằng một cái phiên bản nhiều màu sắc để cho phần đầu xe trông là khác lạ hơn. Phong cách tiêu phục nhiều màu sắc này được các tay chơi xe ở bên Thái Lan cực kỳ ưa chuộng. Tiếp đến là một gốc combo quen thuộc với những anh em chơi xe như cụm tăng tốc Domino, đi cùng với đó là cái cụm đề cùng với thương hiệu. Viên xung quanh được bao phủ với những ốc dây nằm giữ nguyên cái gam màu trắng. Những món đồ chơi trang bị tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là cái bộ cụm thắng Rainbow Asset mang bức cái chìa khóa 5 cũ một tay, được trang trí xung quanh vài chốc ri nằm làm chút điểm nhấn. Bên cạnh đó là bộ cụm là cái chiếc bình dầu Rainbow trong suốt làm ổ chứa dầu cho bình dầu này, đơn giản nhưng chính hãng thì mức giá cũng hơn 300 ngàn đồng một bình. Ốc gió phía trên sẽ lục bảo thì đến từ Sony. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay những món đồ chơi rất nặng túi tiền. Với cái chiếu heo dầu Rainbow 4 mít chơi xính mang mức giá khoảng 5 cũ, kết hợp cùng với dòng heo bấm đầu, và cũng không quên nhắc về chi tiết đĩa thắng kiểu Thái được cố định vào cái mầm thông vòng 4 chốc thì 5. Tiếp đến là một cái sự tốn kém nữa đến từ ống nước đen, cũng được làm đẹp bằng các đầu CNC đồ chơi. Có bộ hai khúc Titan và quan trọng nhất là cái bộ két chân đơn giản phong cách phong cách lớn ẩn hiện sau phía sau cánh chim, đó chính là cái bộ bên đập Rainbow kém màu xám Titan. Vị trí chân chấm cũng được làm mới bằng chiếc inox sạch sẽ sáng bóng. Cái bộ chấm tiếp sau là một cái hiệu quen thuộc WS tích hợp bình dầu rời, được người chủ thiết kế góc cạnh bình dầu cũng rất là gọn gàng và dễ thương. Phía dàn chân sau là một cái chú heo dầu Rainbow logo nhỏ, sau mức giá tầm từ 1,2 triệu đến 1,8 triệu tùy theo tình trạng của cái mẫu heo này, đi cùng với thắng Yamaha ngôi sao 220mm. Quay S chiến mã tinh thần của một cái cậu học sinh. Tới tận hiện nay, phần lớn những cái chiếc quay Thái vẫn còn đang trong tình trạng hoạt động rất tốt, nhưng có vẻ bên ngoài là không ổn lắm và không được bắt mắt, nên nhiều biker đã đồ chế lại, trang bị nhiều món đồ chơi xịn sò để em ấy trở nên ấn tượng hơn. Chiếc xe được ra đời cũng khá lâu nên thường được các bản đồ dọn kiển lại và được những người chủ chăm sóc cũng cực kỳ kỹ từ trong ra tới ngoài. Đầu tiên chúng ta thấy được cái cụm công tắc Hennig đơn giản với nhiều màu sắc. Trợ lực Collins kẹp sườn hành trình 120m, chức năng làm đẹp và giúp phần đầu ổn định hơn khi chạy độ cao. Tóc mái được sơn lại cũng như cố định bằng những cái chú ốc kiểu màu trắng. Nói xuống cái dàn chân, ta thấy ngay đĩa gaffer 220 kết hợp cùng cái heo dầu Nissin cây dầu heo. Phục Collins phía sau là tâm điểm chính của toàn thể bản đồ hôm nay. Đây là cái món đồ chơi kiển mà bất kỳ những biker nào cũng yêu thích đổ xe. Và đây, cái góc đẹp nhất của con chiến mã này bằng những bàn tay nghệ thuật của photographer. Chân dung của cậu học sinh rất là chịu chi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhấn like và subscribe.